của những cây cầu. Có một công trình vắt qua dòng sông Hàn, tồn tại như dấu gạch nối giữa quá khứ và hiện tại. Như một nhân chứng cho những dấu mốc, những sự phát triển đổi thay của đô thị trẻ năng động hiện đại. Được xây dựng vào những năm 60 của thế kỷ trước, cầu Nguyễn Văn Trỗi là một trong hai cây cầu đầu tiên của thành phố Đà Nẵng bắc qua sông Hàn. Vào năm 2012, tồn tại được nửa thế kỷ, thì có kế hoạch là sẽ dỡ bỏ cây cầu ngay sau khi cầu Trần Thị Lý được hoàn thành xây dựng. Tuy nhiên, không thể đánh mất đi một nhân chứng lịch sử cũng như là một kỷ vật, nên thành phố Đà Nẵng đã quyết định giữ lại cây cầu. Vì vậy mà ngày nay, người dân thành phố Đà Nẵng đã có một cây cầu đi bộ duy nhất bắc qua sông Hàn. Cầu Nguyễn Văn Trỗi được khởi công xây dựng năm 1965. Mục đích chính là vận chuyển các khí tài từ cảng Tiên Sa vào cứ điểm quân sự của Mỹ đóng tại Đà Nẵng để quân đội Mỹ vận hành cỗ máy chiến tranh khốc liệt tại khu vực miền Trung Việt Nam. Cầu chính thức lấy tên người anh hùng Nguyễn Văn Trỗi vào năm 1975. Cây cầu chứng kiến giây phút đoàn quân giải phóng tiến vào thành phố, chứng kiến nhịp sống mưu sinh của bao thế hệ người dân Đà Nẵng sau ngày thống nhất đất nước, chứng kiến sự đổi thay của những xóm chài nghèo vươn mình mạnh mẽ trở thành đô thị năng động hiện đại. Đầu những năm 60 của thế kỷ trước là Đà Nẵng chỉ có một cây cầu ở phía bên tay phải của cái cầu Nguyễn Văn Trỗi này, tức là cây cầu nó xây dựng từ thời chống Pháp, gọi là cây cầu De Lát. Thì đây cho đến năm những năm mà kháng chiến là chống Mỹ á, thì quân đội Mỹ và chính quyền Sài Gòn đó là có nhu cầu là phục vụ cho cái trước hết là cho công tác quân sự, nó xây dựng cái cầu mới này để trước hết là phục vụ cho những cái mục đích là vận chuyển những cái gì mà liên quan tới quân sự. Nhưng mà đối với người dân Đà Nẵng thì lợi dụng cái này, tức là lợi dụng cái này thành một cái cầu dân sinh, tức là cây cầu dân sinh. Cho nên cái cầu này nó ra đời là những năm 60 của thế kỷ 19, tức là sau cây cầu Đà Lạt bên kia. Thì hai cây cầu cho đến mãi đến đầu những năm thế kỷ 21 này thì Đà Nẵng chỉ có hai cây cầu này thôi, cầu Đà Lạt và cái cầu Nguyễn Văn Trỗi. Mà cầu Đà Lạt là sao chúng ta đổi là cầu Trần Thị Lý, còn cái cầu này là cầu Nguyễn Văn Trỗi. Thì hai cây cầu nó rất là đẹp. Thì tôi nghĩ là giữ lại hai cây cầu này là giữ lại một cái hình ảnh trong quá khứ mà nó gắn liền với những cái kỷ niệm của người dân Đà Nẵng, và những du khách đến đây họ sẽ tìm hiểu, họ biết thêm về lịch sử Đà Nẵng thông qua hai cây cầu này. Cầu Nguyễn Văn Trỗi có thiết kế khá đặc biệt. Đây là một trong hai cây cầu duy nhất còn lại tại Việt Nam và thuộc loại hiếm còn lại trên thế giới về loại cầu có khung và cọc làm bằng thép ống rỗng không rỉ. Điều này làm giảm trọng lượng của cầu một cách đáng kể. Các khâu thiết kế, chế tạo kết cấu nhịp dàn thép đều được làm hoàn thiện ở Úc, sau đó sử dụng công nghệ chở nổi để vận chuyển và thi công tại Đà Nẵng. Cái cầu mà chúng ta đứng đây là cái cầu nó có cái dấu ấn lịch sử. Trước hết á, là nó rất độc đáo, nó không có lặp lại giống như cây cầu khác. Xem trên TV, nhìn trên hình ảnh á, mà thấy cái cây cầu này, cầu Nguyễn Văn Trỗi này á, là biết ngay đó là của Đà Nẵng chứ không lẫn bộ địa phương nào khác. Thì cây cầu này á, là quân đội của chế độ cũ họ xây dựng, mà với cái thiết kế rất độc đáo và cái chất liệu nó cũng rất là độc đáo. Nhìn lại nhá, là rất ấn tượng, nhưng mà cái trọng lượng đó là nó không nhiều, không nhiều, bởi vì đó là những cái ống như thế là nó rỗng bên trong, cho nên nó rất là độc đáo. Thì thành phố Đà Nẵng là giữ lại những cây cầu như cầu Nguyễn Văn Trỗi chúng ta đứng đây là một chủ trương tôi thấy là quá tuyệt vời. Vì sao giữ lại cây cầu này? Đó, trước hết là mục đích là lưu giữ ký ức và giúp cho người dân thành phố hồi niệm về một thời quá khứ. Thứ hai là bây giờ nhu cầu phục vụ du lịch cũng rất là lớn,
người dân đến Đà Nẵng đây đó là không phải là ngồi trên ô tô, ngồi trên thuyền rồi đi đâu. Họ cần người du khách cũng như người dân Đà Nẵng đây cần có những cái phước đi thư thả để mà nhìn ngắm, để mà chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của sông Hàn cũng như là bên bờ sông Hàn cũng như những cây cầu. Thì những cây cầu khác á là phục vụ cho ô tô, xe máy, cây cầu này đó là dành cho đi bộ. Đó là những cái mà tôi nghĩ là du khách rất là thú vị. Riêng cá nhân tôi là một người cũng là sống nhiều năm ở Đà Nẵng đây, tôi rất thú vị, tôi rất tâm đắc khi thành phố là quyết định giữ lại những cái dấu tích xưa cũ như là cây cầu Nguyễn Văn Trỗi. Tháng 2 năm 2012, ông Nguyễn Bá Thanh, nguyên bí thư Thành ủy Đà Nẵng, lúc bấy giờ đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải nghiên cứu giữ lại cây cầu để làm cầu đi bộ, đồng thời bố trí cảnh quan phù hợp, tạo điểm dừng chân cho người dân và du khách khi đến thành phố. Đến năm 2015, hệ thống điều khiển nâng nhịp cầu Nguyễn Văn Trỗi được cải tạo, thi công lắp đặt và chuyển giao công nghệ hệ thống điều khiển và giám sát nhịp nâng cầu phục vụ thông thuyền. Năm 2022, thành phố thống nhất nâng hạ nhịp cầu Nguyễn Văn Trỗi một lần một ngày vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần và các ngày lễ, Tết trong khung giờ từ 16 đến 18 giờ phục vụ người dân và du khách tham quan. Không chỉ là kỷ vật lịch sử cho thế hệ hôm nay và mai sau, cầu Nguyễn Văn Trỗi còn tô điểm thêm cho cảnh quan kiến trúc thêm phần đa dạng và thơ mộng bên dòng sông Hàn, đồng thời cũng góp phần làm đa dạng thêm các sản phẩm phục vụ cho mục đích phát triển du lịch của thành phố Đà Nẵng. Vốn đã là điểm đến được yêu thích của người dân và du khách, cầu Nguyễn Văn Trỗi càng trở nên hấp dẫn khi vừa được thành phố đầu tư trở thành sản phẩm du lịch đêm với những chương trình văn hóa nghệ thuật, những điểm check-in ấn tượng khu vực chân cầu. Cây cầu khoác lên mình một diện mạo mới, vừa lắng động, vừa hiện đại. Tản bộ trên cầu Nguyễn Văn Trỗi, Kiều Vĩ không chỉ lắng lại qua những câu chuyện, ký ức về một Đà Nẵng xưa, mà từ đây, Kiều Vĩ có thể ngắm nhìn một Đà Nẵng đổi mới và năng động.